Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Còn trên thị trường hàng hóa, sau khi sàn giao dịch hàng hóa ICE quyết định tăng mức ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai cà phê, giá cà phê đã chịu áp lực lớn từ việc nhà đầu tư tất toán các lệnh mua nhằm giải phóng ký quỹ. Việc các nhà đầu tư chốt lời trước kỳ nghỉ lễ cuối năm càng gây sức ép lên giá mặt hàng này. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3 năm 2020 giao dịch trên sàn New York đã giảm hơn 4% xuống còn 64,3 triệu Việt Nam đồng trên một tấn. Trong khi giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3 năm 2020 giao dịch trên sàn London đã giảm hơn 2,8% trong phiên ngày hôm qua. Trước đó, giá cà phê thế giới đã tăng mạnh lên mức cao nhất 1 năm rưỡi do dự báo nguồn cung thu hẹp.